Lớp học ngay tại khách sạn. Mỗi buổi học vừa xong lý thuyết, các học viên bắt tay ngay vào phần thực hành. Điều kiện thực hành sẵn có và quan trọng hơn, học viên dễ nắm bắt thị hiếu của du khách bởi họ đang học trong khách sạn. Cũng nhờ vậy, chỉ sau một khóa học 3 tháng, các học viên này có thể làm việc được ngay, kịp thời bổ sung lao động có tay nghề cho các khách sạn, nhà hàng vốn đang thiếu hụt lao động trầm trọng. Cầm tay chỉ việc để cho các cái em khi mà vào phục vụ thì nó được tốt hơn, chỉnh chu hơn. Riêng đối với các đơn vị lữ hành, với đặc thù lao động phải được đào tạo dài hạn, nên ngay khi du lịch bắt đầu phục hồi, đã gắn kết với các trường đại học với tư cách là đối tác giải quyết đầu ra cho đào tạo. Chủ động nhận sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 để vừa học, vừa làm, vừa đào tạo để các bạn nắm được cái văn hóa của doanh nghiệp cũng như là cái hướng của sản phẩm doanh nghiệp đó đến với thực sự đối với các bạn. Một trong những nguyên nhân làm kéo dài tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 chính là người lao động có tâm lý e dè, chưa mạnh dạn quay trở lại làm việc trong ngành du lịch. Đó là chưa nói, nhiều lao động trẻ có xu hướng sẵn sàng chuyển nghề cũng như chuyển nơi làm việc mà mọi người thường gọi là nhảy việc. Bởi thế, liên kết giữa trường đào tạo với các đơn vị tuyển dụng trong ngành du lịch mang lại lợi ích kép, vừa giúp việc đào tạo hiệu quả hơn, vừa giúp các đơn vị tuyển dụng có được những lao động chuyên môn cao, làm việc ổn định. Chúng tôi là kết hợp với các cơ sở đào tạo để vừa đào tạo cho các em sinh viên trong quá trình đi thực tập, và cũng đây cũng là một cái nguồn nhân lực để hỗ trợ giải pháp trước mắt cho cơ sở kinh doanh. Và lúc này, song song với việc làm mới những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, các doanh nghiệp du lịch có vai trò quan trọng, không chỉ đưa ra chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực, mà còn chủ động đặt hàng với các trường đào tạo để sớm có nhân lực chuyên môn cao, an tâm gắn bó lâu dài trong ngành du lịch.